xin kính chào quý vị và các bạn đến với bản tin thời sự trực tiếp 16 giờ ngày 24 tháng 5 của đài phát thanh và truyền hình Thanh Hóa. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 5 năm 2024, ủy ban mặt trận tổ quốc thị xã Bỉm Sơn tổ chức đại hội đại biểu lần thứ 10 nhiệm kỳ 2024-2029. Nhiệm kỳ qua, Mặt trận Tổ quốc các cấp thị xã Bỉm Sơn đã triển khai thực hiện hiệu quả 5 chương trình hành động và thực hiện thắng lợi 100% chỉ tiêu nhiệm vụ nghị quyết đại hội Mặt trận Tổ quốc thị xã lần thứ 9 đề ra. Nổi bật là đã phối hợp xây dựng thành công và chỉ đạo thực hiện hiệu quả mô hình dân vận khéo gắn với mô hình chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ ở 100% phường xã. Giám sát, phản biện xã hội được triển khai thực hiện với quy trình ngày càng chặt chẽ hiệu quả hơn đại hội đã đề ra 10 chỉ tiêu chủ yếu, 6 chương trình hành động trong nhiệm kỳ 2024-2029. Trên tinh thần đoàn kết dân chủ đổi mới phát triển, đại hội đã hiệp thương cử 52 ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, cử đoàn đại biểu đi dự đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa 15. Sáng ngày 24 tháng 5, thành phố Sầm Sơn đã tổ chức lễ khai mạc hè, ngày Olympic trẻ em và phát động toàn dân tập luyện môn bơi phòng chống đuối nước giải bơi thanh thiếu nhi lần thứ ba đường đua xanh năm 2024. Sau lễ phát động, gần 200 vận động viên đến từ các phường xã trường học trên địa bàn thành phố bước vào tranh tài tại giải bơi thanh thiếu nhi lần thứ ba đường đua xanh năm 2024 với 16 nội dung thi đấu. Do có sự tuyển chọn kỹ, nên các cuộc tranh tài trên đường đua xanh đã diễn ra hấp dẫn và đạt chất lượng cao. Tháng 5, tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh cơ bản ổn định. Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất đã chủ động khắc phục khó khăn về nguyên liệu đầu vào, đổi mới quy trình sản xuất, tìm kiếm đơn hàng, thị trường tiêu thụ để duy trì và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh. Chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tháng 5 ước tăng 10,89% so với cùng kỳ năm 2023. Tính chung năm tháng đầu năm 2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh tăng 15,57% so với cùng kỳ. Tỉnh Thanh Hóa hiện có 116 làng nghề công nghiệp tiểu thủ công nghiệp với hàng nghìn cơ sở sản xuất kinh doanh, ngành nghề nông thôn đang hoạt động. Từ đầu năm đến nay, các đơn vị đã chủ động ứng dụng công nghệ trong các khâu sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm, đạt chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm ô cốp. Đồng thời cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa sản phẩm gắn với việc xây dựng thương hiệu, mở rộng các kênh phân phối bán hàng qua sàn thương mại điện tử. Với những tín hiệu tích cực về thị trường, đơn hàng, dự báo sản xuất tiểu thủ công nghiệp ngành nghề nông thôn trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa những tháng cuối năm tiếp tục tăng cao góp phần cùng toàn tỉnh thực hiện tốt mục tiêu tăng trưởng công nghiệp đạt 14,9% trở lên trong năm 2024. Hiện nay, thành phố Thanh Hóa có 5 trường trung học phổ thông công lập, năm học 2022-2023. Điểm đầu vào của một số trường trên địa bàn lên đến gần 40 điểm. Số điểm này cao gần gấp rưỡi so với mặt bằng chung ở nhiều huyện thị xã đồng bằng ven biển và cao gấp khoảng từ 6 đến 7 lần so với các trường trung học phổ thông khu vực miền núi Thanh Hóa như Quan Sơn, Quan Hóa, Lang Chánh, Mường Lát. So sánh này cho thấy áp lực mà các em học sinh tại thành phố Thanh Hóa gặp phải là rất lớn nếu muốn có một suất vào học tại trường trung học phổ thông công lập. Năm học 2023-2024, thành phố Thanh Hóa có trên 5.800 học sinh lớp 9, trong đó có trên 3.100 em đăng ký thi vào các trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn, gần 1.600 em đăng ký thi ở các huyện, thị xã thành phố khác, số còn lại đăng ký vào các trường tư thục, trung tâm giáo dục thường xuyên. Trong khi đó, chỉ tiêu tuyển sinh của các trường công lập tại thành phố Thanh Hóa năm nay là 2.288 học sinh. Theo tính toán, chỉ có khoảng 42,7% học sinh lớp 9 của thành phố Thanh Hóa có cơ hội theo học tại các trường trung học phổ thông công lập. Theo số liệu thống kê của Công an tỉnh Thanh Hóa, hiện trên địa bàn tỉnh có 159 cơ sở kinh doanh sử dụng vật liệu nổ công nghiệp. Đây là loại hàng hóa đặc biệt có yêu cầu sử dụng rất nghiêm ngặt để đảm bảo an toàn, Việc sử dụng vật liệu nổ công nghiệp cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ xảy ra các hành vi vi phạm pháp luật, gây mất an ninh trật tự như mua bán, sử dụng, chế tạo trái phép, trộm cắp vật liệu nổ. Sử dụng vật liệu nổ công nghiệp trong khai thác vật liệu xây dựng là hoạt động có tính nguy hiểm, đòi hỏi các cơ sở phải chấp hành nghiêm các quy định, tuyệt đối không để ra sai sót. Bên cạnh đó, chính quyền địa phương và người dân cũng cần chung tay trong việc phát hiện, tố giác những sai phạm liên quan đến sử dụng vật liệu nổ công nghiệp để các lực lượng chức năng có biện pháp xử lý kịp thời đảm bảo an toàn lao động và an ninh trật tự trên địa bàn. Tiếp theo là phần tin trong nước, mới đây chính phủ đã ban hành chỉ thị về việc tiếp tục đẩy mạnh cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính phục vụ người dân doanh nghiệp, trong đó thủ tướng chính phủ giao ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tập trung nguồn lực đẩy nhanh số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính, gắn việc số hóa với thực hiện nhiệm vụ của cán bộ công chức viên chức trong quá trình tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính đề mạnh tái sử dụng dữ liệu đã được số hóa giữa các bộ ngành địa phương thông qua kết nối chia sẻ dữ liệu, nâng cấp hệ thống hạ tầng công nghệ thông tin đồng bộ từ trung ương đến địa phương phù hợp với yêu cầu chuyển đổi số quốc gia, đảm bảo an ninh an toàn thông tin. Ngân hàng nhà nước vừa có công văn đề nghị các tổ chức tín dụng, ngân hàng và tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán nghiên cứu áp dụng chính sách ưu đãi, miễn giảm phí dịch vụ để thúc đẩy thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, ngân hàng nhà nước đề nghị các đơn vị có chính sách ưu đãi ưu tiên áp dụng đối với các giao dịch thanh toán trực tuyến dịch vụ công và khách hàng thuộc nhóm đối tượng hưởng chính sách an sinh xã hội khi mở sử dụng tài khoản ngân hàng ví điện tử để nhận trợ cấp an sinh xã hội quà tặng hoàn tiền giảm giá hàng hóa dịch vụ tặng điểm thưởng cho khách hàng khi mở tài khoản thanh toán thẻ ngân hàng số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của tổng cục hải quan cho thấy tổng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 5 năm 2024 đạt gần 32 tỷ đô la Mỹ tăng 7,7% tương ứng tăng 2,29 tỷ đô la Mỹ so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 4 năm 2024. Sáng ngày 24 tháng 5, lãnh đạo công ty cổ phần cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo cho biết, được sự chấp thuận của Bộ Giao thông Vận tải, dự án cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo sẽ chính thức thực hiện thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ vào ngày 28 tháng 5 tới đây. Cao tốc Cam Lâm Vĩnh Hảo là dự án trên tuyến cao tốc Bắc Nam giai đoạn 1 có hệ thống ITS hiện đại tích hợp cả phần đường và hầm núi vùng. Hệ thống ETC liên tuyến với đầu vào mở không có barrier, dữ liệu thu phí tại các trạm được kết nối và đồng bộ về trung tâm giám sát thu phí, đảm bảo công tác thu phí được thực hiện đầy đủ, minh bạch. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích các nhà mạng phát triển cáp quang, dự kiến giai đoạn 2024-2025, mỗi năm Viettel và VNPT sẽ triển khai cáp quang đến hơn 1 triệu hộ. FPT sẽ triển khai đến hơn 529.000 hộ, còn lại là các nhóm doanh nghiệp khác. Tương tự với các chỉ tiêu về số trạm thu phát sóng 5G, triển khai đường cáp quang đến nhà văn hóa thôn bản, phủ sóng băng rộng, di động 4G đến thôn bản, đầu tư thêm tuyến cáp quang viễn thông quốc tế trên biển. Bộ Thông tin và Truyền thông đề nghị các sở Thông tin và Truyền thông tham mưu kịp thời hiệu quả các biện pháp, chính sách cho chính quyền địa phương để thực hiện kế hoạch triển khai hạ tầng viễn thông tại địa phương. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa có công văn về việc tiếp tục thực hiện kết nối cổng dịch vụ công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh với hệ thống đăng ký giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến và ra soát cập nhật cơ sở dữ liệu về trợ giúp an sinh xã hội. Đối với 39 tỉnh kết nối một chiều và hai tỉnh chưa kết nối, giao Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan đầu mối phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra soát hoàn thiện các lỗi kết nối và đồng bộ dữ liệu từ hệ thống đăng ký, giải quyết chính sách trợ giúp xã hội trực tuyến của Bộ sang Cổng Dịch vụ Công, hệ thống thông tin một cửa điện tử cấp tỉnh. Việt Nam đứng thứ ba trong danh sách những điểm đến châu Á thu hút du khách châu Âu nhất dựa trên luật tìm kiếm chỗ ở, số lượng tìm kiếm tăng 66% từ du khách châu Âu. Đây là thông tin được nền tảng du lịch kỹ thuật số Agoda công bố ngày 23 tháng 5. Sự gia tăng trong lượt tìm kiếm về du lịch Việt Nam năm 2024 so với năm trước thể hiện sức hút ngày càng lớn của Việt Nam đối với khách châu Âu. Tại xã đảo Tân Hiệp, Cù Lao Chàm, Ủy ban Nhân dân thành phố Hội An tổ chức chương trình kỷ niệm 15 năm Cù Lao Chàm Hội An được UNESCO công nhận là khu dự trữ sinh quyền thế giới 26 tháng 5 2009, 26 tháng 5 2024. Nhân dịp này, từ ngày 22 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6, du khách khi đến với Cù Lao Tràm còn được trải nghiệm một số hoạt động hết sức đa dạng, phong phú và đặc sắc, bao gồm triển lãm ảnh về đa dạng sinh học và nỗ lực bảo tồn tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường tại khu sinh quyền. Theo một thống kê gần đây của ngành y tế, mỗi năm Việt Nam có thêm khoảng trên 8.000 người bị bệnh thận. Hiện cả nước có hàng triệu người suy thận, các mức độ và hàng chục ngàn người phải chạy thận nhân tạo. Trong đó, số lượng bệnh nhân trẻ có xu hướng ngày càng gia tăng. Các bác sĩ khuyến cáo để giảm các nguy cơ gây suy thận, mỗi người cần có chế độ dinh dưỡng khoa học và kiểm soát bệnh lý nền tốt. Bên cạnh đó, cần duy trì việc khám sức khỏe định kỳ 6 tháng đến 1 năm một lần. Theo Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp Liên Hợp Quốc vào, thực phẩm siêu chế biến là những loại thực phẩm chứa những thành phần không bao giờ hoặc hiếm khi được sử dụng trong nhà bếp hoặc chứa những loại phụ gia giúp đồ ăn ngon miệng hoặc trở nên hấp dẫn hơn. Những thành phần trên thường có trong các loại thực phẩm như nước ngọt, khoai tây chiên, súp đóng gói, thịt gà viên chiên và kem. Các chuyên gia nhấn mạnh, các gia đình cần tiêu thụ thực phẩm có lợi cho sức khỏe, thay thế những loại thực phẩm siêu chế biến, qua đó ngăn chặn nguy cơ trẻ mắc các bệnh về tim mạch, chuyển hóa khi trưởng thành những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình thời sự của đài phát thanh và truyền hình thanh hóa xin kính chào và hẹn gặp lại